Sáng ngày 9 tháng 5, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình phối với công ty trách nhiệm hữu hạn Wan Wan Việt Nam, Hội chữ thập đỏ huyện Tân Lạc tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Lạc. Tới sự và trực tiếp trao quà có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Wan Wan Việt Nam. Nhằm động viên khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được tiếp tục đến trường, cố gắng vượt qua khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập. Đoàn đã trao tặng 138 suất quà cho 138 em học sinh. Trong đó, tặng trường tiểu học Mường Khến, thị trấn Mãn Đức 29 suất, trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Hòa 22 suất, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường 45 suất, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Vinh 29 suất, và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tân Lạc 13 suất. Món quà tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi trong mắt Bác Hồ. Tháng nhân đạo năm 2023 có chủ đề chung tay vì sức khỏe cộng đồng, nhằm kết nối sự sẻ chia của các tổ chức, các cấp, các ngành và cộng đồng đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.